Rồi, thân chào các em, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục qua cái phần 3 của cái đề số 6 ha, tức là cái phần cuối cùng của đề số 6. Thì chúng ta sẽ bắt đầu với cái câu số 20 của phần 3. What is the sum of the solution of the equation below? Bây giờ thì chúng ta sẽ giải cái này, nó có một cái tích nó bằng 0 thì mỗi bên trừ số nó sẽ bằng 0, thì chúng ta sẽ thấy cái x trừ 6 bằng 0 thì chúng ta sẽ có một cái nghiệm chúng ta là x bằng 6 ha. Một cái nghiệm thứ hai chúng ta là x bằng trừ 0,7. Như vậy khi mà ta sum hai này lại thì đây ta làm cái tổng cộng thì chúng ta sẽ có là này là 3 ha, thì đây nó sẽ là 5.3, thì đáp án chúng ta là sẽ là C và B hả? C 5.3 chúng ta là C, ok. Chúng ta có cái câu số 21. A study was done on the weight of different types of fish in a pond. Thì chúng ta có pond là một cái ao hồ. A random number of fish were cut and marked in order to ensure that none were weighed more than once. Ở đây chúng ta có cái từ là cut and mark, tức là bắt và đánh dấu ha. The sample contained 160 large small bass, of which 30% is weight more than 2 pounds. Cái kích thước mẫu chúng ta là 150 là small bass, bass là một cái loại cá này là cá vượt miệng rộng ha. Which of the following conclusions is best supported by the sample data? Conclusion là kết luận, tức là những cái kết luận nào sau đây thì chúng ta sẽ là tốt nhất. Thì chúng ta thấy đây là một cái survey của cái bên thống kê đó, thì chúng ta thấy là nó bảo đảm được điều kiện chúng ta phải là random trước cái đã. Thì chúng ta thấy đây là nó cái kích thước mẫu chúng ta là 150 là trên kích thước mẫu. Thế bây giờ chúng ta đọc xem những cái kết luận nào bên dưới chúng ta sẽ là hợp lý ha. The majority of all fish in the pond weigh less than 2 pounds. Thế đây chúng ta có hai cái chỗ là chúng ta sai nè. Đây là cái all fish là sai, tại vì khi mẫu chúng ta đó, thì chúng ta chỉ có lấy trên cái là small bass thôi, đó là small bass chúng ta là cái loài cá vượt miệng rộng, mà trong khi đây thì nó sẽ kết luận cho toàn thể, tức là nó kết luận cho tất cả các loài cá trên cái pond, trên cái ao này là cái sai ha, và less than 2 pounds, trong khi cái mẫu chúng ta lấy thì chúng ta nói nó là nó lớn hơn 2 pound, trong khi đây kết luận là nhỏ 2 pound, tức là nó có hai cái sai. Do đó thì cái đáp án A chúng ta là sai rồi. Thì cái đáp án B nè, cái option B chúng ta là the average weight of all fish in the pond is approximately 2 pound. Đây cũng có hai cái sai này. Cái kết luận thứ nhất là all fish, cái thứ hai là bằng, cái gì là bằng. Bằng 2 pound là sai rồi. Thì chúng ta có là sai ha. Đáp án C, approximately 30% of all fish in a pond weighs more than 2 pounds. All this là sai nè. Đáp án là sai luôn. Approximately 30% of all large small bass in the pond weighs more than 2 pounds. Này là đúng. Được chưa? Vì đáp án là đi. Chọn cái option ta đi ha. Rồi chúng ta qua cái câu số 22. Trong thứ câu 22 ở đây thì chúng ta có một cái bảng. Trong cái bảng này nói cái gì thì ta nhìn bên dưới. In 2008, there were 31 states with 10 or more than electoral votes as shown in the table below.
Ở đây thì chúng ta sẽ có cái từ là electoral votes, tức là phiếu đại cử tri. Electoral vote là phiếu đại cử tri ha. This one is a table based on the table what is the median number of median, tức là số trung bình đó, electoral votes for the 21 states, xác định tiểu bang. Thì ở đây là cái bầu cử của Mỹ, thì cũng nhắc lại cái bầu cử của Mỹ chúng ta đó, nó không có theo cái lối bầu cử phổ thông, tức là nó có hai cái dòng. Dòng thứ nhất thì người ta bầu cái phiếu phổ thông là người ta bầu cho cái phiếu đại cử tri đó, tức là electoral vote đó, thì tất cả người dân ta đi bầu thì ta gọi là cái phiếu đó phiếu phổ thông. Thì người ta bầu chọn cho một cái người đại diện đó thì ta gọi là electoral vote đó, thì cái người đó thì ta gọi là phiếu đại cử tri, thì người đại cử tri đó mới đi bầu cho tổng thống chẳng hạn đó. Thì những cái người này nó sẽ theo nguyện vọng của cái phiếu đại cử tri đó. Thì bên Mỹ thì ta có hai đảng chính thôi, nó là nhiều đảng, nhưng hai đảng chính thì đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ. Do đó thì cái người phiếu đại cử tri thì theo nguyện vọng của cái phiếu phổ thông bên dưới đó. Ví dụ người ta chọn cho đảng Cộng hòa thì cái người nhận phiếu đại cử tri thì sẽ bầu cử cho đảng Cộng hòa. Tuy nhiên họ cũng có quyền họ đổi ý, họ bầu cho một cái người khác cũng được luôn. Do đó phiếu đại cử tri họ có toàn quyền. Thì chúng ta hiểu như vậy để chúng ta biết cái tình hình bầu cử, và ta đọc ở đây để cho chúng ta hiểu cái bảng trên này nó nói cái gì. Ta nhìn trên cái bảng này thì đây là cái nó thống kê cho 10 tiểu bang, xin lỗi 21 tiểu bang ha, và dưới cái phiếu đại cử tri, cái frequency đây là cái tần số. Thì tần số ở đây thì nó sẽ có bao nhiêu cái bang như vậy đó, thì nó đại diện frequency là cái bang ha, là tần số. Nhưng tần số để ta hiểu nó là số tiểu bang. Thì cái đại cử tri là 10 á, thì có 10 cái phiếu đại cử tri đó cho 4 bang, cái là 4 bang ha. 11 cái phiếu đại cử tri thì cho cái cũng có 4 bang như vậy. Tương tự như vậy, người ta có 55 phiếu đại cử tri thì có đây có 1 bang. Thì tổng cộng ta lại đây là chúng ta là 21. Tức là 21 bang, người ta thống kê trên 21 bang, nhưng thực sự ở Hoa Kỳ ta thấy 50 bang trên 21. Nhưng mà đây người ta thống kê cho cái trường hợp mà cho 10 cái phiếu đại cử tri trở lên thôi. Thì ở đây thì người ta hỏi chúng ta cái số trung vị. Thì số trung vị thì người ta biết rồi, ở đây người ta có 21 phần tử. Như vậy nó là cái số lẻ. Như vậy cái số phần tử, cái số trung vị nó sẽ nằm ở cái vị trí là n cộng 1, tức là người ta có là 21 cộng cho 1 mà chia 2. Tức là nó ở vị trí này là vị trí số 11 á. Đó là vị trí số 11, nó chính là cái trung vị ở đây. Ta điểm nè, đây là 8 nè, 9 nè, 10 nè. Và 11 nó nằm ở đây ha, 11 nằm ở 15. Vì vậy thì cái số trung vị chúng ta là 15. Thì chúng ta đáp án option bên dưới thì chúng ta có cái option B là đúng đấy. Nào, ok. 22 ha, chúng ta có cái câu 23. Nhưng mà trung bình ở đây là theo nghĩa nào? À, cái số giữa mà. Số giữa đúng rồi. 21 chia giữa 11 này cho là... số vị trí số 11, cái vị trí 11. Đâu phải là đây nè. Cái này là tần số, đây là 4 nè. Tần số này là 4, nó là 8 nè. 8 với lại 1 nó là 9 nè, này là 10 nè. 11 nó nằm đây nè. Đúng không? Thì 11 nằm đây thì cái tần số này là mình đếm theo tần số, còn bên đây cái ứng cái giá trị tần số đó thì nó là 15, tức là electoral vote là 15, đó là trung bình. Thay vì chúng ta sắp xếp nó theo cái thứ tự tăng dần, đúng không? Sắp xếp theo thứ tự tăng dần, chúng ta có 10 nè, có 4 lần 10, rồi sắp xếp có 4 lần cái số 11, rồi có 1 lần số 12, đúng không? Đúng rồi. Đến là sắp xếp theo hàng ngang thì điểm thì nó sẽ ra số trung bình là ngày là số 15, ha. Là vị trí số 11 là số 15, vị trí số 12 nó cũng là 15, vị trí 13 nó cũng 15 luôn. Tại chúng ta có ba cái giá trị này nè, đúng không? Rồi, ok. Rồi chúng ta qua câu số 23 ha. Ta xem nó nói gì đây. As a part of an experiment. Experiment là cái thí nghiệm ha. A ball was brought and allowed to bounce repeatedly after the crowd.
until it comes to rest. Thì ở đây động từ to power có nghĩa là chúng ta là nảy ha, nảy lên cho đến là come to rest, là cho đến khi nào nó dừng thôi. The graph above represents the relationship between the time elapsed after the verb was graphed and the height of the verb above the crowd. Rồi. After it was graphed, how many times were the verb at the height of to fit? Thì chúng ta nhìn ở trên cái biểu đồ này thì chúng ta sẽ thấy là tức là cái vị trí mà nó crop đầu tiên là cái vị trí nó là 4 feet ha, tức là cái vị trí nó là 4 feet. Sau đó nó thả crop, đừng từ to crop là thả, nó thả xuống đất ấy, thì nó sẽ power là nảy lên. Thì người ta hỏi là ở cái vị trí là bao nhiêu, cái vị trí là 2 feet nè, thì nó bao nhiêu lần ở vị trí 2 feet. Thì chúng ta sẽ thấy đây là 1 lần nè. Cái lần rơi xuống là 1 ha, cái lần nó nảy lên là 2 nè, và cái lần nó đi rơi xuống là 3. Thì chúng ta thấy đây là 3 lần ha. Thì chúng ta sẽ đáp án được cái chọn option policy. Rồi chúng ta qua cái câu số 24 ha. A customer smelly water bill worth $75.74 due to a race to enjoy her monthly bills in now $79.86. Thế là thường thường cái bill này là quá đơn ha, bill là quá đơn. Nhưng mà quá đơn cái này nó sẽ là tăng. The rate is great, là tăng ha. To the nearest 10% by the what percent did the amount of the customer water bills increase? Thì ở đây chữ amount đây chúng ta hiểu nó là cái khoản tiền, cái chính của nó chính là amount of money. Nhưng mà sau này ta có thể ta bỏ cái chữ money đi sau này, up money sau, thì chữ amount chúng ta cũng hiểu là cái khoản tiền. Okay. Số lượng nó cũng có nghĩa là tiền mà cũng nghĩa là số lượng luôn. Rồi ok, chúng ta thấy là bây giờ người ta hỏi là cái what percent amount of customers what is increased, thì ta so sánh giữa số mới và số cũ ha. Vì ở đây thì ta so sánh là 79 nè, ta lấy cái số mới trừ số cũ ta là sẽ là 79.86, ta trừ đi số cũ ta là 75.4 ha. Rồi ta chia cho cái số cũ, số cũ ta là so sánh là 75.74 75.74 dưới đây 74 ha. Rồi ta nhân nhân chấm thì cái đây chúng ta là cái số percent chúng ta đó. Ok. Rồi ta dùng cái đây dùng cái mà tính ta tính ha, là có cái 79.86 ha, 79.86. Đây. 86 trừ đi cho bao nhiêu? 75.74 ha. Rồi tất cả chúng ta là chia cho 75.74. 75.74. Ok ạ. Đây là 4.15 mà. 4.15 chia cho 75.74 đó. Nhân 500 đến đường được. Rồi nó sai rồi. 4.15 nhớ đi. 4.15 là chia cho 75.74 ha. 75.74. Rồi nhân 100 ha. Nhân 100 thì nó ra sẽ là 5.4. Đúng không? Nó là 5.4. Chúng ta coi 5.4 nó nằm đâu, là đáp án ta là đi nè. Ok. Ta là đi. Ok. Rồi chúng ta có 25. Some values of linear function f are stored in the table above. What's the value of f of 3? Ta dựa trên cái cơ sở là sao? Cái nó là linear function rồi.
nhớ là ta dựa trên cơ sở người ta cho ta biết là cái hàm trên đó là linear function. Thì nó là linear function thì chúng ta hiểu ta sẽ tìm đến slope của nó. Slope chúng ta sẽ là lấy hai điểm bất kỳ. Tại vì chúng ta cho nó là linear function rồi thì ta lấy hai điểm bất kỳ nào cũng được hết. Ví dụ đây ta lấy hai cái điểm đầu tiên ta là 4 trừ đi cho 2 nè. 4 trừ đi cho trừ 2 là cộng cho 2. Rồi ta chia cho đây nó là trừ 2 ha. Tức là 4 2 đúng không? Chia cho 2. Chia cho 2 thì đây sẽ là 3. Như vậy cái m chúng ta là 3 về cái đường thẳng chúng ta đó. Nó là y bằng 3x trừ 2. Nó là x chúng ta là 3 x trừ 2. Và cái y từ z chúng ta nó nằm ở ngay vị trí này luôn nè, f sẽ bằng công bằng trừ 2 nè. Ta làm luôn đây ha. Rồi ở đây chúng ta tính cái f của 3 thì chúng ta sẽ làm 3 nhân cho 3 và trừ đi cho 2 là 9 trừ 2 thì chúng ta sẽ là 7. Vậy đáp án ta là B ha. Ok. Mình làm ta là B. Rồi. Ta qua cái câu số 26. A gear ratio, R2S E the ratio of number of teeth of two connected gears. Ở đây thì nó là một cái bài toán về cái vật lý. Thành ra bên vật lý chúng ta sẽ có nhiều cái từ ngữ nó sẽ khác với cái từ ngữ thông thường á. Chúng ta hiểu đó. Cái gear chúng ta là cái hộp số ha. Nhưng mà gear ratio thì nó là cái tỷ số chuyển động. Tức là bên vật lý thì người ta sẽ hiểu cái đó là tỷ số chuyển động, chúng ta không dịch theo nghĩa thông thường ha. Tỷ số chuyển động đó sẽ là RS, tức là R2S đó. The greater number of revolution per minute of two gears wheel is S to R. Cái revolution chúng ta nó là cái cuộc cách mạng, nhưng mà chúng ta không dịch cái theo nghĩa thông thường của cái. Nhưng mà bên vật lý cái revolution ta là cái dòng quay, nó là cái dòng quay đó. Dòng quay trên mỗi phút là đối với cái hai cái bánh răng đó ta là nó đảo ngược lại nha, nó đảo ngược R2S nó đảo ngược lại là SR. In the diagram below, gear A is turned by a motor. Anh này nó cũng có cái nghĩa turn chúng ta là quẹo trái vừa phải, nó turn left turn right đó. Nhưng mà ở đây thì chúng ta hiểu theo cái nghĩa vật lý chúng ta là quay by a motor. Motor nó là cái động cơ ha. Turns are straight cross gravity and gravity turns as well. Thì cái as well này nó cũng có nghĩa là cái also hay là to cũng thế. Rồi chúng ta nhìn cái hình bên dưới này thì theo cái mô tả bên trên á thì chúng ta sẽ thấy cái gear A chúng ta có 20 cái răng, cái hộp số cái bánh răng B chúng ta có 60 ha, và tương tự về cái bánh răng C chúng ta có 10 cái răng. Thì theo cái tỷ số chuyển động thì chúng ta sẽ là 20 26 nè, A với B 20 26. Nhưng mà theo cái nghiễm ngược lại của cái số vòng quay thì chúng ta là 60 đối với là 2 ha. Thì chúng ta hiểu cái gì? Tức là công thức người ta đưa ra công thức cho chúng ta thế. Thế bây giờ chúng ta xem cái câu hỏi chúng ta như thế nào. Each gear is rotated by a motor at a rate of 100 RPM, tức là revolution per minute. What is the number of revolution per minute for the gravity? Bây giờ nếu ta hỏi là cái nếu mà ta quay cái rotate cũng nghĩa là quay ha, rotate là nghĩa là quay. Quay cái gravity này nè là 100 vòng thì cái gravity ta sẽ quay là bao nhiêu vòng? Thì chúng ta dựa cái công thức mà người ta nói chúng ta bên trên ấy, thì chúng ta thấy nè. Nếu mà tôi tính theo cái gì đây nè? Là cái gear ratio đấy. Gear ratio thì ta sẽ có là gì? Nếu mà gear ratio nè, GR chúng ta đó sẽ là 20 to 60 đó. Hay nói cách khác là chúng ta có này nó tương đương như là 1/3, 1 to 3. À, nhưng mà bây giờ tôi nói theo cái nghĩa của revolution per minute đó, tức là revolution nè, PRM đó, thì nó sẽ ngược lại, tức là 31
nên là 3 to 1 ha. Từ A cho tới B thì chúng ta là 3 to 1. Còn đối với trường hợp mà B giống như C đó thì chúng ta sẽ là 10 tức là 60 nè, 60-10 nè. Đó, 60-10. Còn nói theo nguyên ngược lại thì theo cái vòng quay đó thì chúng ta sẽ là 1-6. Đó, 1-6 nè. Thì ngược lại là 1-6. 1 to 10 ha. Thế bây giờ chúng ta thấy là giữa ở đây nó có nghĩa là gì? Khi mà cái bánh răng A mà nó quay 3 vòng á thì bánh răng B nó sẽ quay 1 vòng. Tương tự ở đây chúng ta cũng thấy khi mà cái bánh răng C á ngược lại 60-10 phân này 1-6, bánh răng B mà nó quay 1 vòng thì cái bánh răng C nó sẽ quay 6 vòng. Thế ý nghĩa quay như thế ha. Thế bây giờ nếu như trường hợp mà A mà nó quay 3 vòng thì ta thấy ở đây. Nếu mà A nó quay 3 vòng ha. Quay 3 vòng thì cái thằng C này nè, nó sẽ quay là 6 vòng. Nó là hay nó cách cán nó tương đương á là khi thằng này nó quay 1 vòng ta chia cho 3 đi thì thằng này nó sẽ quay bao nhiêu? 2 vòng. Đúng không? Đây là mối liên hệ chúng ta giữa A và C. Vậy tóm lại là nếu mà A nó quay 1 vòng thì thằng C nó sẽ quay 2 vòng, tức là qua cái trung gian của cái B đó thì ta bỏ đi. Vì vậy thì ta sẽ thấy là nếu như trường hợp mà cái A nó quay 100 vòng, nó A mà quay 100 vòng thì như vậy C chúng ta sẽ nhân cho 2 thế, 2 nhân cho 100. Như vậy thì nó sẽ quay là 200 vòng. Nó là RPM. Đó. Thì ta theo cái tỷ lệ này là 1-2 nè, tỷ lệ 1-2 ha. Như vậy thì chúng ta xem cái option nào để nó hợp phù hợp nào. Đó là 200, là C. Ok. Ok. Rồi chúng ta qua cái câu 27 nè. In the S-square plane, the graph of the equation by E a circle. What's E the radius of the circle? Thì ở đây thì chúng ta sẽ viết cái phương trình vòng tròn theo cái standard form á. Thì chúng ta sẽ viết lại thì đây thì trước mắt thì chúng ta sẽ chia cho thằng này chia cho hai trước đi để cho nó đơn giản trước. Chúng ta sẽ là x square nè trừ cho 3x nè. Đó là rồi cộng này chia cho 2 thì chúng ta sẽ là y square nè. Cộng cho 2 là chia 2 nữa ha thì nó sẽ là y nè. Thì thằng này nó sẽ bằng là bao nhiêu? Thằng này là 45 chia cho 2. 45 chia cho 2 nè, được không? Thì chúng ta dùng cái quy tắc là complete square thì chúng ta sẽ cộng cho thằng này là 3/2. Được không? Thì chúng ta phải cộng bên này là 3/2. Được không? Đó là 1/2 rồi chúng ta cộng là 1/2 bình nữa nè. Đó là thì thằng này phải cộng thêm cho này 1/2 bình nữa. Đó là như vậy thì chúng ta sẽ có là phương trình chúng ta là x bình này, trừ cộng cho 3/2 tất cả bình nữa. Rồi cộng cho y cộng cho 1/2 tất cả bình nữa. Thì trừ 3/2 tất cả bình. Cái đoạn xin lỗi cái này là trừ chứ, là trừ. Đây là trừ. Ok. Rồi chúng ta sẽ có là 45 ha. 2 nè. Cộng đây là 9/4 nè. Với ta là 1/4. Cộng là 1/4 nè. 1/4. 10 đây là 10/4, đó là 45/2 nè. 1/4 á. Cộng cho thằng này là 10/4, đó là 5/2. Tức là chúng ta sẽ có là 50/2, 50/2 đó là 25, 25 là 5/4. Câu ai á? 5 bình phương ha. Như vậy thì cái R chúng ta sẽ bằng 5. Ok. Đây. Câu 28 ha. 28. Two different points on the number line are both 3 units from the points with coordinates negative 4. The solution of which of the following equations give the coordinates of both points.
Thì ở đây chúng ta có cái nó là một cái kiến thức về cái number line thôi. Ví dụ đây là có cái number line đây. Thì cái vị trí mà tọa độ của cái con số trừ 4 ở đây, chúng ta sẽ đây là trừ 4 đây. Người ta hỏi là cái khoảng cách từ đây nè cho đến cái điểm này nè, nó có là 3 unit, nhưng mà nó cũng có thể từ bên trái bên phải là 3 unit đây. Đó nè. Thì ta hỏi cái số, cái con số này là số mấy. Đó nè. Thì ta dựa trên cơ sở là của cái absolute value đấy, thì chúng ta sẽ gọi x là những cái con số mà ta đánh cho hỏi này nè. Chúng ta có x mà trừ đi cho 4, trừ cho trừ 4 là con số trung tâm chúng ta nè. Ta lấy absolute value này nó sẽ bằng là 3, là cái khoảng cách chúng ta phải bằng 3, tức là bên trái và bên phải. Thì cái khoảng cách thì chúng ta không có cái số số âm ha, thành ra chúng ta phải lấy cái absolute value thôi. Thì là x cộng cho 4 này sẽ bằng 3. Ta đáp án có đây. Okay. Rồi chúng ta có câu 29 ha. Đọc qua câu 29 đây. A motor powers a model car so that after starting from rest, the car travels s inches in t seconds, where s is system t times square root of t. Cái model car chúng ta là cái xe mô hình ha. Started from rest là nó khởi hành lúc nó đang đã nghỉ rồi, tức là nó bắt đầu nó khởi hành car travels s inches in t second. Okay. S chúng ta xem đây là một khoảng cách. Which of the following are the average speed of a car in inches per second over the first t seconds after its pass? Thì chúng ta có cái công thức rồi, nó là cái d á. Chúng ta sẽ đi cái distance là cái khoảng cách chúng ta, là velocity là cái vận tốc mà nhân cho thời gian. Thì ở đây thì chúng ta có d, ở đây thì nó là chính là s nè, d chúng ta chính là s chỗ này ha, ta thể thấy vô. Còn cái s chúng ta có rồi nè, là 16 t căn t đấy. Thì người ta hỏi là cái sau khi mà nó which of the following average speed, tức là ta hỏi về cái v nè. Như vậy thì chúng ta sẽ có v sẽ là s chia cho t. S ở đây chúng ta biết rồi. Cái nhớ là khi mà nó khởi hành, bắt đầu khởi hành thì t chúng ta bằng không. Chúng ta sẽ bỏ cái khoảng t bằng không nó đi ha. Thì s ở đây chúng ta có là 16 t nè, căn t nè. Nó là tất cả chúng ta sẽ đi chia cho t, chúng ta là đây, tức là 16 căn t. Ok. Đáp án chúng ta là v. Ok. Rồi. Chúng ta có câu 30 ha. The schedule below show the amount of electric energy generated in millions of megawatt hours by the nuclear sources over 10 years period. Nuclear source chúng ta là cái nguồn năng lượng hạt nhân, đó là cái nguồn năng lượng hạt nhân. Okay. Rồi chúng ta nhìn bên dưới người ta hỏi chúng ta cái gì đây. At the following equation with the best models the data in the scatter plot. Thì người ta hỏi chúng ta là cái model là tốt nhất. Thì chúng ta nhìn bên liếc nhìn bên dưới thì chúng ta thấy nó toàn bộ là đều là cái mô hình của cái parabol, đúng không? Các số chúng ta đều là như nhau hết, nó chỉ có khác nhau là cái dấu thôi, cộng trừ thôi. Thì chúng ta nhìn ở đây thì cái mô hình người ta có thể tạm người ta tính thế này, ta vẽ mô hình ở đây chúng ta là cái scatter plot nó vậy. Nó là đường line best fit chúng ta hồi xưa giờ ta nhìn ở đây đường line best fit nó là đường thẳng, nhưng mà đây ta hiểu nó có thể là một cái parabol. Nhưng mà người ta cho chúng ta ở đây đấy. Thì đầu tiên là chúng ta phải xem cái vị trí của cái số a chúng ta nè. Y chúng ta y chúng ta sẽ là a x square nè plus b x nè plus c nè. Đó nè. Thì cái đầu tiên chúng ta đó thì chúng ta nhìn cái hệ số a chúng ta là âm hay dương. Thì chúng ta nhìn ở đây đó, thì cái mô hình của cái
cái parabola chúng ta là cái nó là một cái up downward opening, đó nó là cái up downward opening, đó là A chúng ta phải là negative, chắc chắn là phải là negative rồi. Rồi chúng ta nhìn cái bên dưới ta xem cái nào negative thì ta lấy, còn cái thằng nào là positive thì ta bỏ đi. Đó, đây bỏ hai cái này, ta chỉ còn cái B và C thôi. Rồi bây giờ chúng ta tính coi xem cái C chúng ta là cái gì nè. Ta xem cái C chúng ta. Thì ở đây thì C chúng ta thấy là nó có thể là tính C. Bây giờ chỉ cần A với B lúc này nữa. B chúng ta tính được, giờ đó ta phải tính C. Nó rất lâu, do đó chúng ta xem C chúng ta đã. C chúng ta là một cái quan tơ xét, nó nằm ở đây. Cái gì nó nằm giữa là 740. Nó vừa nhà như vậy, ta nhậu mười như thế là được rồi. Không phải C. Do đó C chúng ta phải là xuống dương. Không phải. C là dương đây. X phải dương, X dương là A dưới B trái dấu, A âm rồi B phải dương nhìn xuống dưới. C ở đây thì chúng ta nhìn xem cái nào là C dương. Nó đang đi á. C dương thì chúng ta có đây nè, đúng không? Không, là cách đây được nè. Tức là cái x dương như A với B phải trái dấu, mà A âm với B phải dương nè. Chọn ngay câu luôn. Chọn ngay câu cũng đi á. Cũng được, cái nào cũng được. Nhưng mà ta nhìn cái nào nó dễ nhất thì ta thấy ở đây thì ta thấy cái quay intercept chúng ta đó, nó phải cắt nằm ở vị trí luôn, lúc nào nó cũng phải nằm trên trục quanh đó. Nó cắt nằm trên trục quanh, do đó chúng ta sẽ chọn là nó xây dương. Xây dương là, hoặc là nói là B da phải trái dấu. Cái nào cũng được. B da trái dấu mà A âm rồi B phải dương thì khỏi tới xe. Ok, chúng ta qua cái câu 31 ha. Rồi câu 31 ra đây. Đây, 31 đây. A group of friends decided to divide the $800 cost of a trip equally among themselves. They divide equally, tức là chia đều. Then two of the friends decided not to go on the trip. Those remaining still divided the 800 cost equally. Nhưng nó dẫn chi tiêu. But his friend's share of the cost is agreed by $10. Dẫn chi tiêu, nhưng nó chi phí tăng lên $20. How many friends are in the group of originally? Như vậy ta hỏi là cái số người bạn á, số bạn chúng ta là bao nhiêu thì chúng ta originally, tức là ban đầu là bao nhiêu thì ta biết thì ta đặt x, nó chính là cái the number of friends originally ha. Thì cái ta lấy cái x này đó mà mỗi một cái share nó là 800, mà nó chia cho x là cái số share chúng ta sẽ là 800 rồi chia cho x ha. Rồi một cái nữa là cái thằng hai người nó vắng mặt thì dẫn chia đều là 800 mà chia cho x trừ 2. Nhưng mà mỗi như vậy thì nó sẽ tăng lên là bao nhiêu? 20 đồng. Như vậy nó cộng thành lại cho 20 thì nó phải bằng. Đó thì giải phương trình này. Đúng rồi. Đúng không? Ừ. Rồi vậy thì chúng ta sẽ có là ta chuyển cái này qua đây đi. Chuyển thằng này qua đây chúng ta làm đi ha. Được. Như vậy thì 800 nè. Trước hết chị hai lấy cho 20 trước nè. Còn 4. À cũng được. Thôi ta lỡ rồi ta làm luôn đi. 800 nè. Ta đặt 800 ra ngoài đi ha. Rồi còn 1 trên x trừ 2 nè. Đúng không? Rồi thằng này trừ cho 1 trên x nè. Thì thằng này nó bằng 20 nè. Rồi đơn giản này đi. Đúng không? Rồi đơn giản này luôn đi. Rồi nó còn lại 40 ha. Ok. Rồi ta có là 40 nè, giờ thằng này là x nè, trừ cho x cộng 2 nè, giờ x trừ 2 ha. Ok, cộng 1. Rồi ta làm tiếp nè, này bỏ đây đi, nhân lên trên này đi thì nó sẽ còn bên này là 40 nhân 2 là 80. Ok, đây là x bình thường trừ cho 2x nè, thì tương đương luôn, đây là x bình trừ 2x trừ 80, không? Discriminant, delta discriminant ha. Đó là delta bình thường 1 là trừ là cộng 80, đây là chính bình thường ha.
Như vậy thì chúng ta sẽ có x sẽ bằng là trừ b 1 cộng trừ cho căn lên tan là 9 nè. Như vậy thì chúng ta sẽ có hai cái x bằng 10. Vậy là cái x ta sẽ bằng trừ 8. Nó làm trừ 8 bỏ đi. Như vậy thì đáp án ta lấy số 10 ha. Đó là option ta sẽ chọn này là 10. Ok, 31 là 10. Rồi, là 32 rồi. What is the what value of x satisfies the equation above? Ta nhớ nhiều thế, thằng này nhớ đây là 10x nè, trừ cho 8, còn là 2x nè. Đây là trừ cho 40 nè, trừ 40 mà trừ cho 15 nữa. Là 55, trừ 55 chuyển qua bên kia luôn, cộng 55, cộng 7 nè, 62 nè. Vậy x chúng ta là 62 chia 2. Đáp án là 31. Đây, đáp án là đây. Ok. Rồi, chúng ta qua câu 33. 33 đây. Này. A laboratory supplies companies produce graduated cylinders. Is with an internal radius of 2 inches and an internal height between 7.75 inches and 8 inches. Ta thấy là cái chữ graduated cylinders nó là cái ống nghiệm đó, cái ống mà nó chia độ graduate là chia độ á, thì nó thường tôi gọi nó là cái ống nghiệm ha. Rồi cái internal là bên trong, cái đường kính trong ha, 2 inches, and the internal height between the, nó tính là internal. What is one possible volume crowded to the nearest cubic inch in the graduated cylinder produced by this company? Như vậy là cái tập hỏi chúng ta là cái volume, thì chúng ta biết cái công thức chúng ta này. Nếu mà không nhớ công thức thì chúng ta có thể quay lại cái reference phía trên ấy. Nó có cái công thức chúng ta đó, thì nó là diện tích đáy, chúng ta sẽ là PR bình thường ha, PR bình thường nhân cho H là chiều cao chúng ta đấy. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ biết là cái R chúng ta là bao nhiêu rồi, 2 nè, tức là chúng ta có là 4 pi nhân cho H. X chúng ta là bao nhiêu? X là chính là nó hai cái giá trị này. Ta thấy do như vậy ta có hai cái giá trị của vi. Một cái giá trị là 4 pi nè. Vậy cho x chúng ta là 7.75 ha. Rồi cái 4 pi nè nhân cho 7 nhân cho 8. Nên là ta lấy hai con số này. Nên là ta hỏi là cái one possible nhưng mà rounded to the nearest cubic inch nè. Đó. Thành ra chúng ta lấy, rồi chúng ta sẽ chọn những con số mà nó nằm ở giữa đó, đó. Chúng ta chọn số nào cũng được. Thì ở đây thì chúng ta buộc phải dùng đến cái máy tính thôi. Chờ tí chúng ta xài máy tính ha. Thứ nhất là chúng ta có 4 pi. 4 nhân cho pi nè. Pi chúng ta đâu mất rồi. Nhỏ quá, nhìn không thấy cái dấu bi nó nằm đâu. Nó nằm đâu đây nè. Vì nó nằm đâu là nhỏ quá không có nhìn thấy. Với lại là phải 1459. Chờ chút này ngó cái dấu bi nó nằm đâu. Ừ, nhưng mà cái bài này chưa sót rồi. À, không sao. Cái tính này chưa sót rồi. Dạ sót. Nó có cái dấu bi này á, nhưng mà tại vì chúng ta không có nó nhỏ quá, nó nằm ở cái dấu vàng vàng ở trên, nó có cái dấu bi á, nó có để coi ra nhìn nó có dấu bi đó. Ta lấy cái đó ta nhân thì nó sẽ chính xác hơn. Ta nhân cái chính xác hơn là chúng ta lấy 3.14 ha. Không nhìn không thấy thì thôi ta nhân cho 3.14 đỡ đi ha, cũng được đi. Rồi 4 nhân 3.14 nè. Bốn nè,
giờ 3.14 đi, 15 gì cũng được ha, 14 đi, hay là 34 ha, rồi nhân cho 7.75 nó là 97, 34 thì ta lấy 97 ha. À, ở đây không, ta lấy không được, không, không được đâu. Lấy dựa là 8 chứ cái nữa. Không, lấy cái phần trên này là 97, ta rao đấy, nó rao đấy, 97, còn cái phần bên dưới ta lấy 4 nè. 4 bi thì là 4 nhân cho 3.14, xóa này đi. 4 này nhân cho 3.14 nè. Đúng không? Rồi nhân cho 8, đúng không? Bằng là 100, ta lấy rõ rao nó xuống là 100. Như vậy chúng ta lấy từ 97 đến 100 thì chúng ta lấy 97, 98, 99, 100, cái nào cũng được á. Ta là one possible mà. Đúng không? Ta lấy one possible thôi. Không thể lấy 97 được, phải lấy khoảng 98 được là 98. Không, ta kêu mình round it nearest cubic. Cubic là gần nhất mà. Nó gần nhất thôi, nhưng mà cubic inch. Thế là nó là 97, mà nó dưới 5 thì chúng ta bỏ. Thế là ta round down. Còn trên 5 thì người ta mới là round up. Đó là thì hai thằng này nó đều dưới hết thì người ta bỏ đi. Nhưng mà từ 97 đến trung bình thì 97 đến cái kia là 97 cho tới là 100 thì phải lấy trung bình và giữ cái đó. Ờ thì không còn 97. Không phải trung bình, họ đâu có yêu cầu người ta lấy trung bình. What is one possible? One possible cái đây là what is one possible volume? Nhưng mà rounded near it could be in. Tức là nó kêu ta làm tròn số. Tròn số, thằng này nó là 97 nè, phẩy bao nhiêu đó. Còn thằng này 100 nó phẩy bao nhiêu, nhưng mà cái số mà nó phẩy bên dưới này nó dưới 5. Nó dưới 5 thì ta bỏ, mà trên 5 thì ta lấy. Hai là nó đều dưới 5 đó thì ta bỏ đi. Nhưng mà cái câu hỏi của ta là one possible volume. Do đó thì ta lấy ở 97 cũng được, 98, 99, 100, cái nào ta lấy cũng được hết. Không lấy tiền, tại vì nó... bảy lớn được, tại vì bảy thêm mấy mà lấy 97 sao nó gần nhiệt được, nó làm giữa gì đó. Không có giữa. Giữa 77. Người ta kêu là rounded to the, cái kết quả được làm tròn. Được làm tròn đến cái số cubic gần nhất. Cái cubic gần nhất thôi. Nhưng chứ người ta đâu có yêu cầu người ta lấy giữa đâu. Đúng rồi, nhưng mà gần, nhưng mà giữa hai số đó thì... Không, cái này hai con số này là con số này là con số đẹp. Nó là con số, nếu giả trên cái number line thì nó là 97 chấm mấy đó. Đúng không? Này là 100 chấm mấy đó. Đúng không? Nhưng mà khi mà anh ta ra được cái integer, nó này nó dạng nó giống như integer thì ta lấy giữa hai điểm integer rồi nè. Thì giữa hai đó là ta muốn lấy số nào cũng được hết. 97 cho đến 100 lấy số nào cũng được hết. Nhớ là cái câu hỏi người ta hỏi chúng ta là one, what is one possible volume? Tức là cái con số, cái volume nào có thể được. Nhưng mà những con số này khi mà reply vô cái answer sheet á thì bắt buộc là chúng ta phải là làm tròn. Nó làm tròn đến cái việc anh nè. Nó tương đương là yêu cầu chúng ta lấy là con số. Như vậy thì nếu như vậy thì mình đâu có cần phải tính hai số, tính số rồi. Đấy thì muốn tính số nữa. Tính số 8 rồi bỏ số kia. Cũng được luôn. Luôn. Cũng được luôn. Ta nhìn cái câu hỏi mà ta nhìn câu hỏi nên ta trả lời thôi. Nếu vậy thì chúng ta cũng có thể là ta chỉ cần làm một số thôi cũng được. Ta làm tới số 97 rồi sau đó chúng ta lấy số 97 luôn. Được luôn, cái đó được luôn. Số 97 gì nó dài là số 100. Đúng rồi, cũng được. Đó. Đây là cái câu đáp án mở mà. Thành ra khi mà cái người mà ta trả lời đó, người ta có thể trả lời con số 97 cũng được, 98, 99 gì cũng được hết. Nhưng mà có nhiều đứa thì nó chỉ cần làm số rồi nó ghi vô luôn, nó chỉ cần làm số thứ hai. Giờ nó làm số 8 vô rồi. Cái nào cũng được luôn, cái nào cũng được hết. Còn thật ra là chính xác nhất rồi. Là lấy trung bình giữa hai số 8 chứ... Không, cái đề này nó không có hỏi số trung bình. Thì đúng, nhưng mà chính xác nhất là phải lấy số đó nhân này là một số rồi. Do đó thì ta nhớ là cái nhìn cái câu hỏi người ta hỏi cái gì thì chúng ta sẽ làm theo đúng cái câu hỏi đó. Đây là cái câu hỏi mở mà. Tốt nhất là làm cái số đó lấy số trung bình. Ok. Nhân lên rồi lấy một số. In the SY plan the graph y is equal to 3x squared minus 14x. Intersect the graph as y equal to x at the point 0, 0 and AA. What is the value of h?
Thì ở đây thì nó intersect là chúng ta là giao nhau ha. Khi mà giao nhau thì chúng ta có thể viết được cái phương trình quanh đầu vô điểm. Thì phương trình quanh đầu vô điểm chúng ta là 3x square nè trừ 14x nè trừ bằng x. Nó tương đương với chúng ta là ta đặt 3 ra làm 3x ra làm thừa số luôn đi ha. Thì chúng ta sẽ có là x trừ cho 5. Đó, 5. Yeah, 5. Thì chúng ta sẽ này là bằng 0. Vì vậy thì ta hỏi a bằng bao nhiêu thì chúng ta thấy đây là x chúng ta có thể bằng 0 nè hoặc là x ta bằng 5. 0 thì chúng ta có rồi. Đó là tại vì điểm 0 0 có rồi, như vậy thì chúng ta chỉ còn có là a ta bằng 5 thôi. Đáp án ta là 5. Ok. Rồi chúng ta qua câu số 35 ha. The line with the equation for fifth x plus 1 third square is equal to 1 is graphed in the x-square plane. What is the x-coordinate of the x-intercept of the line? Thì x-intercept thì chúng ta thấy là khi chúng ta nói x-intercept thì có nghĩa là y chúng ta sẽ bằng 0. Đó nè. Khi x bằng 0 thì chúng ta có là nhân chéo lên thì chúng ta x sẽ là 5 phần 4. Okay. Đó chính là cái x-intercept. Mà qua intercept thì cái x chúng ta bằng 0 thôi. Đó là vậy đáp án ta x bằng là 5 phần 4. Ok. Rồi câu 36 ha. Andrew and Maria each collected 6 rocks and the mass of the rocks are shown in the table above. The mean of mass six of the rocks Mary has collected is 0.1 kilograms greater than the mean earth masses of the rocks and we collected. What is the value of x? Thì muốn như vậy thì chúng ta đầu tiên là chúng ta phải tính cái mean của Andrew trước đi. Hay ta tính min của anh này trước nè. Min and crew nè. Rồi sau đó thì ta tính cái min của cái Maria. Thì min của anh crew thì chúng ta có thể tính là bằng cách là chúng ta nhân tổng của là nó chia lại cho mấy 1 2 3 4 5 6. Tức là mỗi người đấy nó chọn 6 cái viên đá, thành ra chúng ta sẽ chia cho 6 thôi. Như vậy thì chúng ta làm thử này. Rồi ok. Đầu tiên thì chúng ta tính cái min này trước nè, ta lấy 2.4 nè. Cộng cho 2.4 cộng cho 2.5 nè. Rồi cộng một chia sai rồi. 2.4 cộng cho 2.5. Rồi ta cộng tiếp cho 2.5 rồi cộng 3.6 nha. 3.6 nè. Rồi cộng cho 3.1 nè. Cộng cho 2.5 nè. Rồi cộng tiếp cho 2.7 nè. Rồi tất cả chúng ta mới chia cho 16.8 ha. 16.8, ta lấy 16.8 này ta chia cho 6, đúng không? Ta chia cho 6. 16.8. 6.8 chia 6 sẽ chia ra cái gì? 16.8 nè ha, chia cho 6 nè. Là 2.8, đúng không? Rồi chúng ta là 2.8, ta có đáp án là 2.8 nè. Rồi chúng ta tính min của thằng này, tức là chúng ta có là x. Rồi cộng cho h số 1 này là 3.1. Rồi ta cộng lại h nè, 3.1 nè, cộng cho 2.7, 2.9 14.8 rồi 2.9
3.4.8. Cộng 3.3. Rồi cộng cho 2.8 nữa. Là 14.8. Là 40. Sau 40 là 14.8 là 40. Tại cái này chưa xong. 2.8 là 7. 2.8 là 2.8. 2.8 là 14.8. 14.8. 14.8 là x cộng cho 14.8 ha. 14.8 nè. Tất cả chia cho 6 nè, đó là mean của cái barrier. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ coi cái câu hỏi người ta đó. Ở đây thì câu hỏi người ta đó là gì đây? The mean of masses of the rocks of area collected is 0.0 greater than the mean of the masses of the rock as group. Tức là nó lớn hơn kia là 0.1 phải không? Như vậy thì chúng ta lập cái phương trình chúng ta là x cộng cho 14.8. 14.8 là chia cho 6 nè. Thì bằng cái thầy kia cộng cho 1 tức là 0.1 tức là 2.8 nè, cộng cho 0.1 nè. Thì là 2.9. Như vậy thì ta giải cái phương trình này để tìm x, chúng ta có x là sẽ bằng là 2.9 nhân cho 6 nè, trừ cho 14.8 nè. Ok, vậy thì x chúng ta sẽ bằng bao nhiêu nè? Hai chấm chín nhân cho 6 đi, 2.9 nhân cho 6 trừ cho 14.8. 14 như là 0.4 à, sai rồi. 14 nè, 0.8. Ok, 0.8 7 rồi, 0.8 2 nữa, 2.8 nên là 2.6 đúng không? 2.6. Ok, có gì sai không? Yeah. Rồi đúng rồi, không có gì sai hết. Ok, như vậy x chúng ta sẽ là 2.6. Và break line ở đây là x là 2.6 đây. Ok, 36 ha, và qua câu 37. German Jeremy deposited X dollar in his investment account on January 1st, 2001. Cái deposit deposit chúng ta là cái nghĩa là chúng ta là đặt cọc đó. Nhưng mà đối với trường hợp mà account trên ngân hàng thì chúng ta cái khoản tiền mà chúng ta gửi deposit nghĩa là khoản tiền gửi. The amount of money in the account doubled each year until Jeremy had to work $480 in his investment account on January 1st, 2005. What is the value of X? Thì ở đây thì chúng ta lưu ý là nó có cái account nó sẽ double. Như vậy nó sẽ tăng theo cái cấp số là mũ á. Số mũ ha. Thành ra chúng ta sẽ có cái công thức, chúng ta nhớ là công thức chúng ta là cái nó là một cái exponential growth, tức là y chúng ta sẽ bằng cái số tiền gửi cái ban đầu chúng ta đó là c nhân cho cái này là cái một hoặc cộng trừ này nó là growth thì chúng ta sẽ cộng cho r, là mũ chúng ta sẽ là t. T nó là theo cái thời gian chúng ta có thể tính thành năm hay là tháng đó. Khoảng thời gian cái period of time chúng ta đấy. Thì ở đây thì chúng ta thấy cái mô hình chúng ta là nó chính là cái mô hình này. Thì cái deposit ban đầu nó là bao nhiêu nè? Nó là deposit x đô la là chúng ta không biết. Đó là ở đây ta có x và là nó sẽ double nó là 2. Đó là double nó sẽ là 2 nè. Rồi nó sẽ là bao nhiêu nè? Nó sẽ được 480 đô thì nó có 450 account ở năm 2005 mà nó gửi đầu tiên là 2001 tháng giêng 2001 thì nó sẽ là 4 năm. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ có cái x là cái deposit ban đầu chúng ta sẽ là 480 chia cho 2 × 4 tức là 16. Ok, đúng không? 16. Như vậy thì chúng ta là điều này nó sẽ là 4 48 3 ha, nên là 30.
Như vậy thì có nghĩa là chúng ta là cái deposit ban đầu chúng ta là 30 đô. Là quyết là 30 đô. Ok, có gì không? Rồi, chúng ta 38. A school district is forming committee to discuss plans for the construction of the new high school. Cái school district này là cái học khu, đây là một cái học khu. Thì bên Mỹ ta nhớ là nó có thành lập những cái học khu đó, thì nó sẽ bao gồm là những cái trường từ cái mẫu giáo cho đến lớp 12, tức là từ kindergarten cho tới là grade 12, để lập một cái học khu thì gồm tất cả những cái trường công lập. Nhớ là chỉ có trường công lập thôi nha, thì không có cái trường cấp tư đây. Thì nó gọi là những cái học khu này, nó quản lý bởi chính phủ á, chính phủ liên tiểu bang hay liên bang nha. Rồi, after invited to join the committee, committee ta hiểu đó chính là một cái hội đồng hay là một cái ủy ban. 15% are parents or students, 45% are teachers from the current high school, 25% are school and district administrators. Chúng ta hiểu đây là school district administrator. Thì nó tương đương với từ là cái ban này là cái ban giám hiệu đấy. Administrator là người quản lý. Chúng ta thì quản lý trường học của cái học khu thì ta xem nó là một ban giám hiệu. And the remaining 6 individuals are students. Đây là 4 cá thể. How many more teachers are invited to join the committee than a school and district administrator? Rồi chúng ta sẽ dựa trên cái cơ sở nào để chúng ta tính à? Đầu tiên thì chúng ta coi nó có bao nhiêu phần trăm. Thì thứ nhất là 15% là cái parents student, 15% nè. Trong 75. Đây là 45% là teacher nè. Và 25% là cái school. Như vậy thì số còn lại đó là cái individual or student. Như vậy chúng ta sẽ có là 100% nè. Mà trừ đi cho tổng lượng này lại là 15%, cộng cho 45%, cộng cho 25%. Đó là 75%. Tổng cái này là bao nhiêu? Là này là 70 đúng không? 75 hay 75. Vậy còn lại là 25%. Đó là 25%. Là 6 người đấy. Như 25% là 6 người. Vậy 45% là nhiêu? Ủa 15% với 25 gì? Đây là 15 à. Đây là 50 nè. 85 đúng 15 đúng rồi. Có 15% à. Đây là 15% nè. 6 người hay 85 đúng 15 đúng rồi. 15 là 6 đúng người. Như vậy thì ta xem cái số người mà trong cái 6 individual của nó là nếu ta gọi act nè, là cái tổng số người để trong cái committee. Nè, thì X chúng ta sẽ là có 6 người, 6 là student và nó chiếm tỷ lệ là 15%, tức là chúng ta sẽ chia cho 0.15. Đó là thì chúng ta sẽ ra là cái committee của nó đó, là cái số người trong cái committee. Như vậy thì chúng ta lấy 6 mà chia cho 0.15 thì ra nhiêu nè? Lấy số này đi. 6 chia cho 0.15. 40. Tất cả là 40. Ủa, kì vậy? Cái đó là 40. Chia. Tất cả là 40. X bằng 40. Đúng không? Đúng 40 à? 40 chắc chắn. 15. Rồi 40. Ok. Rồi chúng ta có này là 40 nha. Rồi chờ tí. Đây là 40 nè. Như vậy người ta hỏi cái câu hỏi chúng ta là gì? Là how many more teachers? How many more teachers were required to join the committee than the school administration administrators? Như vậy thì chúng ta thấy là cái số của cái teacher chúng ta là bao nhiêu? Là 45%, tức là chúng ta có 0.45. Đó là còn cái school and district administrator chúng ta là bao nhiêu? Đó là 25%, ta trừ đi cho 25%. Đó là tức là cái số percent nó sẽ hơn nè, nhưng mà
ta hỏi là ta không hỏi này là ta hỏi số người, nó là ta hỏi how many more teacher, tức là số người. Do đó thì chúng ta phải nhân đây cho là 40, ok, thì chúng ta sẽ có là 40 mà nhân cho thằng này 45 thì 25, thì nó nhân cái này là nhiều năm là không nè, mà 2 trừ cho 4 là 20 nè, 0.2 nè, đó là 0.2, như vậy là 8, là 8 người. Như vậy thì số teacher nó sẽ là hơn cái số teacher nó sẽ hơn là cái administrator là 8 người, 8 person. 8 people. Ok. Nó mang là 8. Đó, ok. Số giáo viên là bây giờ nghe ban giám hiệu là 8 người. Là mấy 2%. Trời ơi, 100% là 40 thì 20% là 1 chia cho 5 ra thôi, là 40 chia 5 được rồi, là bị danh hiệu. Không, 100% là 40 mà cái nó hơn 20%. Đúng rồi. Là 1/5 là 40 chia 5 là 8. Làm chi vậy? Rồi. Trong đó 40 là 20%, 20% là 1/5 đó. Cái 40 chia 5 là 8, trời ơi. Đúng không? Làm chi nhầm thầy. Ok, rồi chúng ta sẽ câu 38 là cái câu cuối cùng ha. Thì chúng ta sẽ chấm dứt cái đề số 6 ha. Hôm nay làm nhanh hơn nữa là gì một mà mấy nói là 6 người là 15%, bây giờ tới 500 thì là nhiều, là chia 3 là 2 người, 500 2 người, 20% nhân 4 là 8, nó cảm ơn khác nữa. Có nhiều số cách làm à. Nhưng mà những cái làm nó nhanh hơn nhiều, không cần phải tính ra trọn bộ. 15% á, là 6 người, vậy thì 5% thôi, 5% là 2 người, chia 3. Bây giờ nó có 20% nhân 4 lên là 8 người đọc. Vậy là nhanh luôn, làm vậy là nhanh nữa. Rồi sau đó hẹn gặp lại cái em ở trong cái đề số 7 ha. Thì ta sẽ gặp nhau trong cái đề số 7. Rồi, thân chào.